Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa với các nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo tỉnh Khánh Hòa đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7. Chiều nay, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2024 và trao giải báo chí Khánh Hòa. Đến giờ có các ông Nguyễn các Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đông đảo hội viên, phóng viên, nhà báo đã công tác trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu đánh giá cao báo chí Khánh Hòa đã thực hiện tốt vai trò thông tin đại chúng, tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước, thông tin nhanh nhạy, toàn diện mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Các cơ quan báo chí đã tích cực đổi mới mạnh mẽ từ nội dung đến hình thức để mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ quan báo chí truyền thông theo hướng hiện đại, đa phương tiện chú trọng chương trình tường thuật truyền hình trực tiếp về những vấn đề sự kiện quan trọng của tỉnh tạo sự tương tác tiếp cận thu hút đông đảo bạn đọc, người xem, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng giải báo chí năm nay đã thu hút sự quan tâm của hội viên cũng như các nhà báo trong và ngoài tỉnh. Chất lượng giải ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, các nhà báo có thêm nhiều tác phẩm viết về tỉnh Khánh Hòa, tuyên truyền sâu rộng hiệu quả hơn nữa nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa kinh tế tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững giải báo chí khánh hòa năm nay nhiều tác phẩm dự thi được đầu tư công phu thể hiện sự dấn thân tính phát hiện của tác giả nhóm tác giả đặc biệt các chủ đề nóng như phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí lỗ hỏng trong công tác quản lý được phản ánh đầy đủ cho thấy sự hiện diện của báo chí trong tất cả vấn đề được dư luận xã hội quan tâm Hội đồng giám khảo đã chọn ra 22 tác phẩm để Ủy ban nhân dân tỉnh trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong đó hai tác phẩm đạt giải nhất là loạt bài Đồng bào có đạo vững tin theo Đảng của tác giả Đại Hải, báo Khánh Hòa. Tác phẩm Nghe dân dân nghe, nhóm tác giả đã phát thanh tại truyền hình Khánh Hòa. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương về sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 6 cá nhân, kết nạp 32 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tặng giấy khen cho 8 hội viên tiêu biểu. Đối qua tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh khánh hòa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí phóng viên nhà báo đến dự chúc mừng những người làm báo có ông nguyễn khắc toàn phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ông nguyễn tất tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 3 cơ quan báo chí địa phương, 16 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của 42 cơ quan báo chí trung ương, bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tức Tuân đã chất cao những đóng góp của báo chí trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳ Tức Tuân mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đồng hành với tỉnh tích cực tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa, đặc biệt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền quá trình triển khai các quy hoạch lớn của tỉnh, như quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vì triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các hoạt động thu hút đầu tư, kết nối phát triển kinh tế du lịch vân vân. Những người làm báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tâm sáng, lòng trong, bút sắc để có được nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Sáng nay ông Nguyễn Khắc toàn, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng báo Đại đoàn kết, báo xây dựng và đài phát thanh và truyền hình Cánh hòa. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã được nghe các đơn vị báo cáo khái quát về tình hình hoạt động trong thời gian qua. Đại diện các cơ quan cũng gửi lời cảm ơn chân tình đến sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Toàn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các cơ quan báo chí nhân ngày truyền thống của ngành, đánh giá cao nỗ lực đổi mới sáng tạo của các cơ quan báo chí trung ương địa phương trong thời gian qua, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền và phục vụ nhu cầu thông tin của khán giả, độc giả đồng thời phó bí thư thường trực tỉnh ủy cũng mong muốn đội ngũ cán bộ phóng viên biên tập viên tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn giữ vững phẩm chất đạo đức của người làm báo cách mạng việt nam thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Tất Tuân, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đi thăm chúc mừng đại diện một số cơ quan báo tạp chí trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đoàn đã đến thăm văn phòng đại diện miền Trung Tây Nguyên báo Nông nghiệp Việt Nam, văn phòng đại diện báo Thanh niên, văn phòng đại diện báo Thiếu niên Tiền Phong và Di Đồng, Tại các nơi đến thăm sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn đức tuân ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua đồng thời đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trong thành công của những sự kiện lớn của tỉnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển của tỉnh và nhu cầu thông tin của bạn đọc. Tiếp tục là cầu nối đắc lực giữa chính quyền với nhân dân Khánh Hòa cũng như giữa Khánh Hòa với bạn bè trong nước quốc tế lãnh đạo các đơn vị bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho các cơ quan báo chí đồng thời mong muốn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các đơn vị của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên các đơn vị báo chí tác nghiệp thông tin kịp thời chính xác về các sự kiện hoạt động của tỉnh thưa quý vị và các bạn cách đây 99 năm ngày 21 tháng 6 năm 1925 báo thanh niên tờ báo đầu tiên của cách mạng việt nam do lãnh tụ nguyễn ái quốc sáng lập đã ra số đầu tiên cùng với báo chí cả nước, những người làm báo Khánh Hòa kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong niềm tự hào về chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam và hướng về phía trước với những nỗ lực đổi mới sáng tạo bắt kịp với xu hướng của truyền thông hiện đại, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và cả nước trong giai đoạn mới thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa có những bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDB 6 tháng năm nay ước tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ hai cả nước. Trong thành quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo, trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận là cầu nối để đưa chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh đến với người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, lan tỏa khát vọng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Vai trò của các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp một cái phần hết sức là quan trọng tỉnh thì luôn ghi nhận và trân trọng những cái đóng góp đó của các cơ quan báo chí. Đặc biệt đưa những cái thông tin về những cái kết quả mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được đến với người dân, từ đó tạo ra được một cái không khí hết sức là phấn khởi và tạo cho cái đà để giúp cho tỉnh Khánh Hòa có cái sẽ tiếp tục có cái phát triển tốt hơn. Các cơ quan báo chí cũng đã được tỉnh ủy, ủy ban hội đồng hết sức quan tâm để hỗ trợ cho các công tác chuyển đổi số, đầu tư các cái trang thiết bị cho đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa cũng như cho báo Khánh Hòa và cho sở thông tin truyền thông. Hội tụ thế mạnh của ba cơ quan báo chí địa phương là đài phát thanh và truyền hình Khánh Hòa, báo Khánh Hòa và tạp chí Nha Trang cùng hơn 40 cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn. Các nội dung tuyên truyền lớn về quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hoạt động thu hút đầu tư, kết nối phát triển kinh tế, du lịch, các chương trình lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đến với bằng đọc kháng thính giả trong nước và quốc tế. Hội nhà báo thì luôn luôn đồng hành cùng với tất cả các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhất là chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hội thảo khi có các cái nguồn thông tin hay là có các cái chỉ thị, có các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các cái hội thảo báo chí khoa học. Mà hội thảo báo chí khoa học thì cái chính vẫn là công tác truyền thông, công tác thông tin truyền thông của báo chí đến với người dân, đến với cái công việc của chúng ta làm sao đó để phát triển cái kinh tế xã hội một cách bền vững. Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 9225 về triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai mô hình tòa soạn số, tiếp cận phương thức truyền thông hiện đại để sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện được tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương đầu tư tích cực triển khai thời gian qua thì báo Khánh Hòa đã thực hiện cái đề án nâng cấp hệ thống tòa soạn hội tụ. Khi mà được nâng cấp cái hệ thống tòa soạn hội tụ thì báo Khánh Hòa đã tích hợp cả hai hệ thống này vào trong cùng một phần mềm đã rút ngắn được thời gian xuất bản báo cũng như là tránh sai sót cũng như là công tác quản trị lý quản trị trên cái hệ thống rất là thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà quản trị tòa soạn cũng đã được thực hiện trên cái, cái nền tảng hệ thống phần mềm này. Báo Khánh Hòa sẽ tiến tới để quản trị cái hệ thống tòa soạn của mình à, theo cái tòa mô hình gọi là không không dùng giấy. Tất cả mọi thứ đều được chạy trên hệ thống phần mềm này. Việc chuyển đổi số trong Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa mà chúng tôi đã làm trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ rất nhiều trong cái công tác ừ, nghiệp vụ chuyên môn của các phóng viên của các biên tập viên và trong việc sản xuất các chương trình trên sóng phát thanh trên sóng truyền hình chúng tôi còn phát triển thêm trên cả các cái hạ tầng số các cái nền tảng số việc chuyển đổi số trên các cái hạ tầng số như vậy thì nó đã hỗ trợ rất nhiều trong việc là nâng cao chất lượng các cái chương trình trên sóng phát thanh các chương trình trên truyền hình cũng như là trên cái nền tảng số nó đã có cái sự lan tỏa rất là nhiều và nó tiếp cận được với lại khán thính giả đặc biệt là những người đang sử dụng các cái thiết bị thông minh trong thời đại kỹ nguyên số cùng với cả nước các cơ quan báo chí và người làm báo khánh hòa đã đổi mới sáng tạo để bắt kịp với xu hướng truyền thông hiện đại phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhu cầu về thông tin tuyên truyền ngày càng cao của độc giả, khán thính giả. Tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và cả nước, trong đó tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương của Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, việc triển khai các quy hoạch dự án công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hoạt động thu hút đầu tư, kết nối phát triển kinh tế, du lịch, các chương trình lễ hội lớn tại Nha Trang, Khánh Hòa, quảng bá tiềm năng, khát vọng phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới. Sáng nay ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông qua một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7. Tại cuộc họp, Thường trực và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận góp ý thống nhất thông qua nội dung dự thảo hai báo cáo và 20 tờ trình nghị quyết, trong đó tập trung vào tình hình, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2024, báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vô dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại nghị quyết số 30 ngày 30 tháng 6 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025 điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Khánh Hòa giai đoạn năm 2021-2025 đã được ban hành tại nghị quyết số 62 ngày 22 tháng 8 năm 2022, nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 7 năm 2023, nghị quyết số 04 ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo và thống nhất nội dung chủ trương đầu tư các dự án như chủ trương đầu tư dự án xây dựng kho dữ liệu và phòng mềm nghiệp vụ ngành du lịch, chủ trương đầu tư dự án dự án xây dựng mới trạm kiểm lâm sơn trung sơn bình xây dựng mới trụ sở làm việc ban quản lý rừng phòng hộ nam khánh hòa đầu tư dự án sửa chữa nâng cấp hồ đá vàng hồ chứa nước sông cạn hồ chứa nước sông búng đồng thời thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên hai khu đô thị sinh thái đại lãnh khu du lịch sinh thái núi tây tù bông khu sinh thái núi tây vạn Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng đã đến dự và chúc mừng tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Hội nghị là diễn đàn chia sẻ tiềm năng phát triển logistics. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị, cùng khoảng 170 khách mời đại biểu tùy viên quân sự các nước, hãng tàu, đối tác của Tổng công ty. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam và nằm trong top 17 thế giới, thuộc quân chủng Hải quân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thành lập doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện dự án khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển Cập Tranh giai đoạn 1, cảng quốc tế Cập Tranh. Đi vào hoạt động từ tháng 3 2016, cảng quốc tế Cập Tranh đã cung ứng dịch vụ hậu cần kỹ thuật cho gần 1.000 tàu quốc tế và nội địa, trong đó có 100 tàu hải quân của 14 quốc gia cập cảng thực hiện các chuyến thăm chính thức thăm xã giao Việt Nam, kế đầu kỹ thuật, bổ sung hậu cần, cảng cũng đã tổ chức cung ứng tốt dịch vụ, tiếp nhận giải phóng 69 tàu hàng nước ngoài vận chuyển 134.771 tấn hàng, 233 tàu hàng nội địa vận chuyển 560.290 tấn hàng. Tại nghị, các đại biểu cũng đã chia sẻ tham luận hệ sinh thái tích hợp cảng và logistics của tổng công ty, tiềm năng cung ứng hậu cần kỹ thuật và cửa ngõ giao thương quốc tế của cảng quốc tế Cập Tranh, tòa đàm giải đáp những nội dung được các đại biểu quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hữu Hoàng kỳ vọng cảng quốc tế Cam tranh sẽ phát triển thành trung tâm dịch vụ logistics của khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên cũng như của cả nước và hướng đến kết nối quốc tế đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạng tân cảng bero cầm tranh tổng công ty tân Cảng sài gòn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cảng quốc tế cầm tranh đồng thời chỉ đạo các sở công thương giao thông vận tải ủy ban nhân dân thành phố Cam tranh và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cảng quốc tế cầm tranh cũng như việc phát triển trung tâm logistics tại thành phố Cam tranh trong thời gian sớm nhất Chiều nay, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện một số sở ban ngành liên quan, đã làm việc với đoàn học viên lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khu vực Tây Nguyên do tiến sĩ Thiều Huy Thuật, quyền giám đốc phân hiệu Học viện Hành chính quốc gia tại tỉnh Đắk Lắc làm trưởng đoàn, đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Cánh Hòa về nội dung phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Cánh Hòa. Lãnh đạo Sở Du lịch báo cáo với đoàn học viên về công tác phát triển du lịch tại tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng năm nay, tổng số lượt khách lưu trú ước đạt 52 triệu lượt khách, tăng 92,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2,4 triệu lượt khách quốc tế, cho thu du lịch ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng gần 104% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt tỉnh đón 25 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 37.000 du khách lên bờ tham quan trong chương trình làm việc đoàn học viên đã trao đổi với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh về chính sách thu hút đầu tư du lịch thực trạng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh các sản phẩm du lịch độc đáo v v ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ du lịch cánh hòa phát triển khá nhanh tuy nhiên đã bộc lộ một số hạn chế Hiện nay tỉnh đang điều chỉnh để hướng đến phát triển du lịch bền vững như đầu tư hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, đào tạo nhân lực du lịch, tăng cường phối hợp quản lý. Ông Đinh Văn Thiệu hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu của đoàn học viên. Sáng nay tại thành phố Cam Tranh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024. Ông Nguyễn Khắc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Tranh đồng chủ trì. 6 tháng năm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình kế hoạch công tác năm 2024 tham mưu cụ thể hóa triển khai thực hiện các hiệu quả các quy định kết luận hướng dẫn của trung ương của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng đảng hướng dẫn theo dõi đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng đảng viên tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong tỉnh bảo đảm chặt chẽ khách quan đúng tiến độ đảng bộ tỉnh đã kết nạp đạt 50,2% so với chi tiêu năm 2024 thành lập mới một đảng bộ cơ sở 6 chi bộ cơ sở tách thành lập ba chi bộ cơ sở có một chi bộ cơ sở được nâng lên thành đảng bộ cơ sở giải thể hai chi bộ cơ sở 6 tháng cuối năm, ban tổ chức tỉnh ủy, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tham mưu hoàn thành chương trình công tác năm 2024. Sáng nay, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đã đi kiểm tra thực tế tiến độ dự án xây dựng mới trường trung học cơ sở Thái Nguyên. Tại buổi kiểm tra, ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị ban quản lý các dự án các công trình xây dựng Nha Trang đôn đốc nhà thầu thi công để nhanh tiến độ hoàn thành công trình, rà soát các hạng mục cần bổ sung báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xem xét quyết định trong đã lưu ý về phần mái che sân trường, vị trí đặt cột cờ, vị trồng cây xanh trong khuôn viên trường học. Đồng thời phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thành phố, ban giám hiệu trường trung học cơ sở Thái Nguyên, chuẩn bị nội dung chương trình, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khánh thành công trình, sớm đưa vào sử dụng. Dự án xây dựng mới trường trung học cơ sở Thái Nguyên là dự án trọng điểm của thành phố Nha Trang trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm bảo đảm điều kiện dạy học của giáo viên học sinh và đạt trường chuẩn quốc gia. Đồng thời, việc xây mới công trình nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc và đảm mỹ quan cho khu vực trung tâm thành phố Nha Trang. Sáng nay, Chi hội Nhà báo, văn phòng đại diện, thường trú tại Khánh Hòa, tổ chức thăm tặng quà cho bệnh nhân phong đang điều trị tại Bệnh viện Gia Liễu, tỉnh Khánh Hòa. Đoạn đã trao tặng 50 suất quà cho bệnh nhân phòng nêu đơn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nước yến. Tổng giá trị các phần quà là 40 triệu đồng do cán bộ, phóng viên, nhà báo, các văn phòng đại diện và thường trú hoạt động tại Khánh Hòa đóng góp và sự ủng hộ của một số đơn vị. Nhớ vượt qua trên là tấm lòng của đội ngũ người làm báo nhằm đồng viên, chia sẻ khó khăn của người bệnh. Qua đây, đội ngũ người làm báo hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa muốn nhân thêm ngọn lửa của lòng nhân ái, tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, lối sống đẹp trong cộng đồng. Chiều nay, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa năm 2024. Tham gia giải có 48 vận động viên nam đến từ 4 đơn vị gồm thành phố Nha Trang, huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh và công ty Bia tươi Sài Gòn. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn đội vô địch. Giải bóng đá bãi biển nhằm mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên trong tỉnh, các đơn vị giao lưu thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, tạo không khí vui tươi. Đồng thời giải đấu tạo điểm nhấn để phục vụ du khách và những người yêu thích bộ môn thể thao này. Chương trình thời sự tối nay của Đà Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.